ơi, bực mình dễ sợ. Người đâu mà nhiều chuyện thế ớn luôn à. Bây giờ biết làm sao đây? Thì cái con quỷ này nè, ông tôi nói cho ông nghe. Cái con quỷ... Trời ơi, cái gì vậy? Bà làm gì vậy? Thì nói chuyện với ông như làm gì? Nói chuyện với tôi, bà lấy cái nón bà chùm lên đầu tôi, bà đánh vậy hả? Khó khăn quá, người ta đâu có chuyện bực mình chứ mà. Bực mình cái gì? Vợ thằng Út tèo. Sao? Con nhỏ nhiều chuyện thế ớn ông. Thôi ơi, tự nhiên khi không mà đi nói với bà Tám là tôi có đầm tiệc đẹp. Vậy là cái bà Tám bà qua bà mượn cái áo đầm tôi đem cưới. Thấy ghét không? Bà có bà cho người ta mượn đi. Nói vậy nghe được, cái đầm mới tinh của tôi đó. Chưa có chọt tay vô cái lần nào hết á. Cái áo đầm con Út mới mai cho bà hả? Ủa, tôi nhớ cái áo đầm đó bà chưa mặc mà sao bà biết bà mượn? Thì bởi mới là nhiều chuyện. Tôi biết nha, tôi giấu kỹ dữ lắm, tôi không muốn nói cho ai nghe hết á. Nhưng mà hôm con Út mang về tôi mừng quá. Cái tôi không biết chia sẻ ra, tôi mới chạy qua nhận Út tèo. Tôi nói là chị nói cho một mình em nghe thôi nha, em đừng có nói ai nghe. Trời ơi, nó hứa với tôi đã đời đi nói bà Tám. Không coi được không, được không? Coi cái gì, cũng tại bà hết á. Trời ơi, bà đi đem khoe với con Út tèo làm chi? Khoe con mình nó à, giấu kỹ dữ lắm. Có một người thôi. Mệt. Bịch chị đây, cơm dẹp hả? Cơm dẹp cái gì? Nè, gà ăn. Tôi hỏi bà nè, tại sao vậy? Hả? Sao vậy? Tại sao bà đi đồn với người ta là tôi bị mình chỉ hả? Trời ơi, quen cho tôi quá mà hồi nào. Trời ơi, thằng cha tư tửng nè, chả nói là tôi bị bệnh chỉ, chả sai thằng con chả đem gói thuốc này qua thăm tôi nè. Tôi thề có trời đất nè, chưa bao giờ tôi tâm sự gì với thằng tư tửng hết trơn á. Ôi, tôi giấu kỹ dữ lắm. Bà giấu làm sao? Tôi là tôi không có nói gì hết á. Tôi qua đó tôi nhìn nó là tôi cười cười thôi, tôi nói chuyện với vợ nó. Mà tôi cũng không hề nói rằng ông bị chỉ nha. Tôi chỉ tâm sự thôi. Tôi nói là em ơi, sao dạo này chồng chị bị bón quá, chị lo sợ ảnh bị trĩ. Đó, thấy chưa? Rõ ràng không? Đó là nỗi lo sợ của một người vợ thôi mà. Chứ tôi đâu khẳng định ông là bị bệnh trĩ đâu. Phải không? Trời đất tôi ơi, biết thiệt. Cái vấn đề này là nó cứ như là không có nên lan truyền rộng rãi để làm mắc cỡ cho ông. Tôi giấu kỹ dữ lắm. Tôi sợ bà quá. Tôi không cần biết là bà nói cái gì mà bây giờ cả xóm này người ta nghĩ là tôi bị bệnh trĩ rồi. Bây giờ tôi ra ngoài đường tôi nói thiệt với bà, tôi không dám nhìn mặt ai luôn á. Ủa sao? Chuyện này em giải quyết cho. Rồi được rồi, để em đi ra nói nguyên xóm luôn là anh không bị bệnh trĩ. Thôi, bà lỡ bơ mà ngồi xuống đi, bà đừng có gây chuyện giùm tôi nữa được không? Cần gì nói với chuyện đó, nói chuyện ở nhà nè. Ha, ở nhà mình hôm nay ăn cái gì tôi chưa có xuống bếp, tôi chưa có lục đồ ăn là tôi là thằng Bi ở bên hàng xóm nó qua nó biết nhà mình ăn cái gì luôn rồi. Có không? Không có. Chính nó nói cho tôi nghe nè. Nói con nghe bác năm gái nói là cải bán không được, đem về cho cá ăn riết cũng ngán nên tận dụng cái đó nấu cho bác năm trai ăn. Trời ơi, chá tôi là trời ơi, cái thằng nhỏ trời đất ơi, nó học ai mà nó nhiều chuyện tấy sợ luôn, muốn nói với nó. Vậy chứ bà nói với ai mà nó biết? Má nó. Bây giờ tôi hỏi bà thử câu nè. Liệu ở trong nhà này còn cái gì, còn cái chuyện gì mà bà không kể cho hàng xóm nghe không? Hả? Có. Ít nhất bà cũng còn thuốc chữa. Có mà, thiệt. Không tin hỏi thằng Tính đi. Hôm bữa nó hỏi tôi thím. Thím Năm có dự định mua tivi màn hình phẳng hay không? Cái tôi biết liền, tôi đâu có nhiều chuyện, tôi giấu. Nó gài hàng bà phải không? Tôi giấu vậy lắm, tôi nói không biết con ơi. Chứ mà chú Năm á là định để dành tiền, được một cái là mang về liền. Vậy thôi. Đừng vậy thôi hả? Vậy thôi, tôi đâu có nói mình mua đâu. Đúng không? Vậy là bà không có kể hả? Không. Trời ơi, tôi giấu kỹ dữ lắm à. Trời ơi, tôi lại bà luôn á. Chuyện trong nhà tôi chưa tỏ mà ngoài gõ người ta đã tường à. Thiệt, người ta gọi bà là bà Năm Tí Lia quả không sai mà.